Nhà văn O. Henry của Mỹ có viết một truyện ngắn nổi tiếng thế giới. Truyện kể về một người con gái bị bệnh nặng lắm, nằm liệt giường. Và từ trên giường bệnh, mỗi ngày cô nhìn qua khung cửa sổ, thấy cái cây cổ thụ, và bấy giờ là mùa thu, lá vàng rơi xuống rất nhiều. Lá cứ rơi ngày này qua ngày khác, cho đến cuối cùng chỉ còn một chiếc lá trên cành mà thôi. Và người con gái đấy nói với bạn bè của mình, ngày mai khi chiếc lá này rơi xuống, tôi sẽ chết. Ở phòng bên cạnh đấy có một anh họa sĩ. Anh nghe được tâm sự đó sao mà thấy nó buồn quá ha. Thế là anh ấy nghiên cứu thật kỹ cái vị trí giường bệnh của cô ấy, nhìn ra cây cổ thụ và cái lá vàng nó nằm ở đâu. Và đêm hôm đấy khi người con gái đã đi ngủ rồi, anh họa sĩ bắc thang trèo lên và vẽ ở trên bức tường một chiếc lá vàng giống y cái lá trên cây. Đêm hôm đấy, chiếc lá vàng cuối cùng rụng xuống, nhưng vẫn có một cái lá được vẽ trên tường. Và sáng hôm sau khi người con gái thức dậy, người ta mở toang cửa sổ ra, thì việc đầu tiên là cô ấy nhìn qua khung cửa sổ và reo lên, lá vàng vẫn còn, em vẫn sống. Nhưng có một điều cô ấy không biết, đó là đêm hôm qua khi bắc thang để vẽ chiếc lá trên tường, trời mùa thu đã chớm vào đông, anh họa sĩ bị cảm lạnh rất nặng và đã chết vào sáng hôm đó. Có người nói với tôi rằng câu chuyện này không những hay về mặt văn chương, mà còn có thể dùng để minh họa cho cái chết thập giá của Chúa Giêsu. Bởi vì cũng như anh họa sĩ đã hy sinh mạng sống mình, nhờ đó cứu được mạng sống của cô thiếu nữ, thì cũng vậy, Chúa Giêsu hy sinh mạng sống trên thánh giá để nhờ đó chúng ta được sống. Anh chị em nghe có được không? Nghe có thấy đạo đức không? Có thấy giáo lý thần học gì ở đây không? Tôi nghĩ là hay thì hay đấy, nhưng mà chắc không ổn. Không ổn là vì thế này này. Đúng là anh họa sĩ đó đã hy sinh mạng sống mình, một hình ảnh minh họa cho cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng anh ta đã chỉ vẽ lên trên tường một cái lá hy vọng. Cái lá đó không phải là lá thật, mà chỉ là lá vẽ thôi. Còn Chúa Giêsu không ban tặng cho chúng ta một niềm hy vọng bánh vẽ, mà là một niềm hy vọng có thật. Trong lịch sử nhân loại này không thiếu gì những hệ tư tưởng và hệ ý thức giống anh chàng họa sĩ kia, đã cung cấp cho nhân loại những niềm hy vọng chỉ là bánh vẽ. Và có khi phải qua một thế kỷ người ta mới khám phá ra đó là bánh vẽ. Còn Chúa Giêsu thì không. Chúa Giêsu cung cấp cho ta một niềm hy vọng đích thực. Sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là bánh vẽ, mà là một biến cố lịch sử, có nghĩa là một biến cố đã thực sự xảy ra trong không gian và thời gian. Chính vì thế, trong suốt mùa phục sinh này, anh chị em sẽ nghe rất nhiều bài thánh kinh, trong đó chứng minh rằng Chúa Giêsu thực sự sống lại. Không chỉ là ngôi mộ trống,
mà Phêrô và Gioan thấy hôm nay, mà còn là nhiều lần Chúa Kitô phục sinh hiện đến với các môn đệ của Người. Và những người đã được gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, họ làm chứng về điều đấy. Họ làm chứng không chỉ bằng môi miệng, mà họ dám trả giá bằng chính cuộc sống và chấp nhận cái chết để làm chứng cho lời tuyên bố Đức Kitô sống lại. Cho nên đó không phải là bánh vẽ, mà là một thực tại lịch sử. Thế rồi, một điểm khác biệt rất lớn nữa, đó là anh chàng họa sĩ kia có cứu sống được cô con gái thì cũng chỉ có một ngày, giỏi lắm thì một tuần. Cuối cùng thì cô ấy cũng chết, anh ấy thì đã chết rồi, có đi tới đâu. Chỉ là một sự kéo dài thôi, chứ không thay đổi được vận mệnh của con người. Thế còn Chúa Kitô phục sinh không chỉ ban tặng cho ta một niềm hy vọng, mà Ngài ban tặng sự sống thật. Và sự sống đấy nó có khả năng vượt qua biên giới cuối cùng của con người, đó là cái chết. Chứ không phải chỉ là như Lazaro sống lại một thời gian rồi sau đó thì lại phải làm đám ma nữa, mà là cuộc sống đời đời, cuộc sống vĩnh hằng. Cho nên thưa anh chị em, tôi có ý mượn cái câu chuyện mà có lẽ nhiều người trong anh chị em biết, bởi vì chuyện của O. Henry nổi tiếng lắm, nhưng nó chỉ là một minh họa rất mờ nhạt. Còn mầu nhiệm phục sinh mà chúng ta cử hành ngày hôm nay có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Điều quan trọng là anh chị em và tôi tin vào mầu nhiệm phục sinh như là một chân lý mình chứng minh bằng lý trí của mình, hay là mầu nhiệm phục sinh đấy còn chạm đến trái tim và cuộc đời của chúng ta. Mầu nhiệm đó sẽ chạm đến trái tim và cuộc đời của chúng ta khi ta sống cái điều mà Thánh Phaolô nói: anh em hãy nghĩ đến những điều thuộc thượng giới, chứ đừng chỉ nghĩ đến những gì của hạ giới. Nói như vậy không có nghĩa là anh chị em và tôi đừng có màng đến những cái gì trong cuộc đời này. Nói thế là sai rồi. Thánh Phaolô không khuyên chúng ta như vậy. Nhưng mà Thánh Phaolô khuyên ta rằng nếu ta thực sự tin vào mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh đó, ta phải thấy được những giới hạn của những thực tại trần thế. Những gì mà anh chị em và tôi đang có đây này: sức khỏe, sắc đẹp, tài năng, tiền bạc, địa vị xã hội. Tôi hỏi anh chị em chứ, nó có bền vững mãi mãi không? Có cô nào ở trong nhà thờ mà bảo rằng là 50 năm nữa mình vẫn đẹp như hôm nay không? Có ai trong nhà thờ mà dám bảo đảm là 50 năm nữa là mình vẫn còn sống không? Sống khỏe như bây giờ không? Có ai dám bảo đảm rằng cái tiền bạc tỷ mà mình đang có đây này, 50 năm nữa mình cầm theo đi lên thiên đàng biếu ông Thánh Phêrô để vào cửa cho nó dễ không? Không ai trong chúng ta có thể chắc chắn như vậy. Nghĩa là những thực tại của hạ giới này nó cần thiết cho cuộc sống con người, nhưng nó không là tất cả, nó không là tuyệt đối. Tội lỗi là ở chỗ khi anh chị em và tôi bắt đầu tuyệt đối hóa những thực tại tương đối. Và chúng ta bắt đầu thờ phượng những thực tại tương đối thay vì thờ phượng Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phaolô khuyên chúng ta là như vậy đó. Ý thức được những giới hạn của các thực tại trần thế để biết nâng lòng lên với những thực tại vĩnh cửu và định hướng đời sống của mình đi đến mục đích cuối cùng. Vì vậy, thưa anh chị em,
Sáng hôm nay ta họp nhau ở đây không chỉ để nghe thánh kinh, không chỉ để suy niệm, mà còn là để cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban cho mầu nhiệm phục sinh trở thành ánh sáng soi đường cho chúng ta, trở thành động lực thúc đẩy cuộc sống hàng ngày của ta, để ta thực sự đi trên con đường mà Chúa Kitô phục sinh đã chỉ vẽ, đã vạch ra, đã mời gọi và đồng hành với chúng ta cho đến mục đích cuối cùng là sự sống trọn vẹn. Amen.